Rồi, xin chào các anh chị nha. Chào mừng các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Nhà đất Trường Sơn. Thì trong video ngày hôm nay, Nhà đất Trường Sơn xin giới thiệu với các anh chị một căn nhà mặt tiền đường Trần Đình Trọng thuộc phường 1, quận 5. Thì hiện tại Sơn đang có mặt ngay mặt tiền đường Trần Đình Trọng nha các anh chị. Thì hướng này nha, hướng này thì chúng ta ra đến đường Trần Hưng Đạo nha. Chúng ta hướng này thì ra đến đường Trần Hưng Đạo các anh chị. Còn hướng ngược lại đây ha, thì ra đến mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt, thì ngay phía ngoài kia là đây ha, ngay phía ngoài này là mặt tiền đường đại lộ Võ Văn Kiệt ha. Đó. Thì căn nhà hôm nay Sơn giới thiệu cho các anh chị thì chính là căn bên kia đường nha. Đó, căn đang kinh doanh trên tây nè. Đó, nhà đây ha, nhà 1 trệt 2 lầu các anh chị. Rồi thì hiện tại nhà đang cho thuê nên Sơn chỉ quay vị trí xung quanh cũng như là cung cấp thông tin để các anh chị tham khảo ha. Thì căn nhà chúng ta có diện tích là ngang 3m15, nợ hậu chữ L 7m, dài là 11m6 nha. Nợ hậu chữ L qua đây này. Đây các anh chị, thì nhà chúng ta nợ hậu chữ L nó qua đến con hẻm này này. Đây ha, nợ hậu chữ L qua con hẻm này này, ngay chính là đó, nợ hậu đến cái cửa màu vàng đấy nha. Nhà này hộp chữ L rất đẹp ha. Thì nhà chúng ta là 1 trệt 2 lầu này, có 5 phòng ngủ ha. Thì hiện tại đang cho thuê. Thì căn nhà này có hướng là chính tây, hướng cửa hậu là chính nam ha. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên, hỗ trợ vay ngân hàng luôn ha. Và giá bán cho căn nhà mặt tiền ngay trung tâm quận 5 thì chủ nhà đang kêu bán là 13 tỷ rưỡi và còn là thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Đó, vị trí kinh doanh buôn bán sầm uất các anh chị. Nếu các anh chị mà không có kinh doanh thì mua về cũng có thu nhập ngay ha. Hiện tại cũng đã có hợp đồng thuê sẵn là lâu dài rồi. Rồi thì anh chị nào quan tâm thì gọi cho Sơn nhé, theo số điện thoại 0915 987 168. Anh chị có câu hỏi gì về căn nhà này thì cứ đặt dưới phần bình luận rồi Sơn trả lời cho các anh chị nha. Và các anh chị hãy bấm like và bấm chia sẻ video này cho người thân bạn bè đồng nghiệp của mình cùng xem ha, để họ có cơ hội sở hữu một căn nhà mặt tiền đường Trần Đình Trọng quận 5. Nợ hậu chữ L rất đẹp nha. Đó, nợ hậu chữ L đây, con hẹp sau này. Hẹp sau này thì xe hơi vào được ha. Mình tiền vừa kinh doanh luôn. Đó, và anh chị quan tâm đến các video nhà bán thì hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới nha. Nút đăng ký màu đỏ các anh chị. Thì sắp tới Sơn sẽ đăng nhiều video review nhà bán chính chủ để các anh chị có thêm nhiều sự lựa chọn ha. Rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian xem video này. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Vị trí đẹp ha. Tuyệt vời. Ok.